Lưu Sở Điềm, sao nhí bị cấm giao kéo từ nhỏ vì quá đẹp, làm lưu mờ cả Triệu Lệ Dĩnh, giờ ra sao? Lưu Sở Điềm, có tên thân mật là Tiểu Điềm Điềm, sinh ngày 5 tháng 9 năm 2009 tại Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Khi mới 2 tuổi, Lưu Sở Điềm đã đạt giải quán quân sao nhí của năm. Cư dân mạng ngay lập tức dự đoán cô bé sẽ trở thành một mỹ nhân trong tương lai và tuyên bố cấm Lưu Sở Điềm phẫu thuật thẩm mỹ vì sợ cô bé sẽ rơi vào trường hợp phá hỏng nhan sắc như nhiều sao nhí trước đó. Vào năm 2014, Lưu Sở Điềm chính thức bước vào giới giải trí sau khi được đạo diễn Lưu Huệ Ninh phát hiện và quyết định chọn mặt gửi vàng cho vai nhí trong phim của mình. Cô bé sau đó tham gia nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như Happy Camp trên đài Hồ Nam hay Hai 2014 trên đài Trung ương CCTV. Chỉ trong năm 2015, cô bé cũng góp mặt trong 3 bộ phim Bố Mẹ Trẻ, Tần Thời Minh Nguyệt, Mỹ Nguyệt Truyện, trong đó nổi bật là vai Tiểu Mỹ Nguyệt. Cô bé vào vai công chúa Mỹ Nguyệt khi mới sinh ra đã mang danh là Tai Tinh, mẹ mất sớm, được một phi tần khác nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Thời thơ ấu của Mỹ Nguyệt sống trong sự ghẻ lạnh của phụ vương, sự độc ác của hoàng hậu và sự xa lánh của mọi người. Diễn xuất tự nhiên và chân thật của Lưu Sở Điềm đã khiến khán giả nhanh chóng đồng cảm với nàng công chúa nhỏ. Tiểu Mỹ Nguyệt của Sở Điềm đã đốn tim hàng triệu khán giả truyền hình và khiến cô bé ngày càng được yêu mến. Cũng ở bộ phim này, cô bé có cơ hội được diễn xuất với hai diễn viên phái thực lực là Lưu Đào và Tôn Lệ. Đến khi tham gia Minh Lan Truyện và vào vai Tiểu Minh Lan, Sở Điềm lại một lần nữa chứng minh sức hút của mình khi sự xuất hiện của cô bé ở đầu phim đã làm khán giả quên bẵng Triệu Lệ Dĩnh. Sở Điềm vào vai con gái của một người vợ lẽ địa vị thấp kém trong gia đình nên bị chèn ép đủ đường. Tuy sống trong cảnh khó khăn thiếu thốn tình thương của cha, nhưng Tiểu Minh Lan vẫn vô cùng hoạt bát dễ thương, khiến người xem không khỏi yêu mến. Trong những phân cảnh bi thương, diễn xuất của Sở Điềm cũng khiến khán giả rơi nước mắt theo Tiểu Minh Lan. Cô bé cũng có tương tác cực kỳ tự nhiên với diễn viên nhí của vai nam chính, khiến nhiều khán giả bày tỏ sự hụt hẫng khi phim chuyển qua giai đoạn trưởng thành vì họ vẫn muốn Tiểu Minh Lan thêm một thời gian nữa. Theo truyền thông Trung Quốc, cha mẹ của Sở Điềm không phải là người làm trong ngành giải trí, nhưng rất ủng hộ con gái đóng phim làm mẫu nhí. Tuy nhiên, họ vẫn luôn đảm bảo con có thể phát triển tự nhiên nhất cả về thể chất và tâm hồn. Bản thân mẹ của Sở Điềm cũng bỗng nổi tiếng khi dân mạng tìm lại các hình ảnh quá khứ của con gái. Nhìn bức hình này, nhiều người cho rằng cô bé thừa hưởng gen xinh đẹp từ mẹ. Sở Điềm mới 12 tuổi nhưng đã có độ nổi tiếng rộng rãi với công chúng. Trên trang cá nhân, cô bé có 3,6 triệu người theo dõi. Tuy vào làng giải trí từ sớm, nhưng Sở Điềm không có vẻ già dặn và trưởng thành sớm như nhiều sao nhí khác. Cô bé vẫn giữ được nét hồn nhiên, vô tư, đúng với lứa tuổi. Điều này khiến Sở Điềm càng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Cô bé cũng được nhận xét là có tính cách đáng yêu và cư xử tốt, cũng như luôn chăm chỉ, nỗ lực trên phim trường, khiến các tiền bối đều yêu mến. Có thể thấy, gia đình của Sở Điềm không chỉ giáo dục con về tính cách, mà còn bồi dưỡng nhiều khía cạnh khác cho con. Tuy còn nhỏ, nhưng Sở Điềm tỏ ra hứng thú với thư pháp. Từ những chữ được cô bé viết nhân dịp năm mới, có thể thấy nét chữ còn đẹp hơn nhiều người lớn. Sở dĩ có được điều này là bởi từ lúc bé, Sở Điềm đã luôn cầm lấy cây bút bất cứ khi nào rảnh rỗi. Bố mẹ cũng tạo điều kiện hết mức để Sở Điềm theo đuổi cả sở thích vẽ vời của mình. Ngoài thư pháp hay vẽ tranh, cô bé còn có sở thích đọc sách và thường đến hiệu sách với bố mẹ vào thời gian rảnh. Mẹ Sở Điềm từng chia sẻ một câu chuyện về con. Đó là ngày Sở Điềm làm cô tức giận, cô đã cho con vào trong phòng riêng rồi khóa cửa lại và nói: "Con hãy tự suy nghĩ về bản thân đi", rồi ngồi ở phòng khách. Sau một lát, cô nghe thấy cửa phòng ngủ vọng ra hai tiếng gõ nhẹ, rồi một mẩu giấy được đẩy qua khe cửa. Mẩu giấy nhỏ viết: "Chim non đang mong chim mẹ về tổ ạ." Trái tim cô lập tức tan chảy và không thể giận thêm được nữa. Được gọi là tiểu mỹ nhân hay nữ thần trẻ nhất trong lịch sử, nhưng Sở Điềm vẫn cho thấy tính cách hòa đồng và giản dị. Khán giả mong đợi Sở Điềm sẽ trở thành mỹ nhân vừa có tài vừa có sắc giữa một rừng bình hoa di động của showbiz hoa ngữ hiện nay.